77 điều tuyệt vời là những gì ẩn sau thương hiệu và làm nên tên tuổi Nutrilite. Chúng ta bắt đầu với nguyên nhân đầu tiên, đó là cha tôi, người sáng lập ra nhãn hiệu Nutrilite. Ông có kiến thức sâu rộng về dinh dưỡng và khoa học. Khi ông ở Trung Quốc, ông bắt đầu tìm hiểu việc chăm sóc sức khỏe của người Trung Quốc và nhận thấy sự khác biệt so với người phương Tây. Đó là ý tưởng đầu tiên cho sản phẩm và ông đã mất 7 năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Khi ông giới thiệu sản phẩm đến với mọi người, thì họ không quan tâm và hỏi rằng, sản phẩm này là gì? Nó có công hiệu gì? Ông lại mất 7 năm để tìm cách bán sản phẩm mới này. Và từ đó, ông đã tìm ra phương thức kinh doanh mới, và nó đã trở thành cuộc cách mạng ở lĩnh vực marketing. Phương thức đơn giản đó là, chính chúng ta là những người sử dụng sản phẩm, ta yêu mến và chia sẻ sản phẩm với mọi người. Điều thứ hai là hai người đàn ông, Jay Van Andel và Rich DeVos. Hai người đàn ông này yêu mến sản phẩm và tham gia công việc kinh doanh cùng với cha tôi. Khi nhiều người cảm thấy không tin tưởng hình thức kinh doanh này, cha tôi chỉ vào hai người đàn ông này và nói, hãy nhìn hai chàng trai trẻ kia xem, họ đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Các anh chị hãy nhìn xem sức khỏe và sự tự tin của họ về công việc này như thế nào. Lúc đó, họ đã tham gia công việc này được 7 năm và đã có những thành công nhất định đối với Nutrilite. Với sự tác động tuyệt vời của hai nhà đồng sáng lập Amway này, thì công việc kinh doanh của Nutrilite bước lên một tầm cao mới. Và điều tuyệt vời thứ ba, tôi muốn chia sẻ một thông tin đó là năm 2010, doanh số của Nutrilite đã vượt qua con số 3 tỷ đô la và đạt 3,87 tỷ đô và sắp tới sẽ lên tới 4 tỷ đô. Điều thứ tư là bốn yếu tố để có sức khỏe tối ưu. Khi kinh doanh sản phẩm này không đơn thuần là việc bán sản phẩm mà là mang đến cho khách hàng sức khỏe tối ưu. Đây là những điều quan trọng mà mỗi người chúng ta nên thực hiện và khi đạt được điều này, chúng ta sẽ có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên toàn thế giới. Thứ năm là, khi chúng ta có những ước mơ và kiên trì theo đuổi, thì chúng ta sẽ đạt được. Cha tôi luôn đặt ra những mục tiêu để theo đuổi. Ông cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Cha tôi đã nói với tôi câu này từ khi còn rất nhỏ. Khi có ước mơ, thì hãy luôn nhớ năm từ Never, never, never give up. Khi đã ước mơ, thì con đừng từ bỏ. Cuối cùng rồi, con cũng sẽ đạt được ước mơ của mình. Điều thứ sáu là 6 bước quan trọng để kinh doanh Nutrilite. Nếu bạn phải chọn điều quan trọng nhất, thì anh chị sẽ chọn điều nào? Tôi nghĩ điều thứ ba, sản phẩm của sản phẩm, rất quan trọng. Khi chúng ta chia sẻ về sản phẩm, chúng ta phải trả lời 3 câu hỏi chính. Một là, vì sao họ lại bổ sung dinh dưỡng? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần chia sẻ với họ quan điểm về sức khỏe tối ưu. Thứ hai là, tôi phải bổ sung dinh dưỡng gì và như thế nào? Ba là, vì sao Nutrilite lại là sự lựa chọn tốt nhất? Điều tuyệt vời thứ bảy, đó là sản phẩm đầu tiên cha tôi làm ra, mang tên Vitasol. Và nếu để ý, quý vị có thể thấy tên sản phẩm có 7 chữ cái. Các vị biết là có một thời gian ở California, mọi người gọi cha tôi là ông Vitamin, nhưng thực sự ông ấy không thích, vì sản phẩm của ông ấy không đơn thuần là vitamin, mà còn có nhiều thành phần khác. Người phụ nữ các vị thấy ở đây là Alma Silver, là nhà phân phối đầu tiên của cha tôi. Tất cả chúng ta sẽ không có mặt tại đây nếu không nhờ người phụ nữ này. Cha tôi đã nói với bà ấy, bà ấy kinh doanh sản phẩm, tôi sẽ giảm cho bà 35%. Và thực tế, Alma đã kinh doanh sản phẩm này tốt hơn cả cha tôi. Và ông đã nảy ra ý tưởng, hãy để những người yêu mến sản phẩm kinh doanh sản phẩm này. Vào thập niên 40, công việc kinh doanh của Nutrilite đã phát triển tốt. Trong đội ngũ cộng tác của cha tôi có hai người là Lee Mittinger và Bill Castleberry, những nhà phân phối độc quyền sản phẩm Nutrilite. Nhờ họ, doanh số của Nutrilite toàn cầu đã tăng rất nhanh. Đến những năm 50, khi kinh doanh đang rất tốt, thì chúng tôi gặp khó khăn từ phía chính quyền. Họ cho rằng vitamin là không cần thiết, bởi chế độ dinh dưỡng của người Mỹ đã rất tốt và không cần phải bổ sung thêm nữa. Và chúng tôi buộc phải đấu tranh với chính quyền. Vào lúc đó, thì doanh số giảm đi rất nhanh, từ hơn 30 triệu đô la xuống còn dưới 6 triệu đô la. Công việc kinh doanh có nguy cơ bị phá sản.
Vào lúc này, tiến sĩ Stephen Tankoff đã thuyết phục mọi người liên kết các công ty dinh dưỡng lại với nhau, và nhờ đó, Nutrilite vượt qua khó khăn. Charles Strine là người sử dụng và rất yêu mến sản phẩm Nutrilite, nên khi nghe cha tôi nói về những khó khăn thì ông đã nói: "Tôi sẽ là người đại diện cho nhãn hàng Nutrilite và tôi sẽ đấu tranh để Nutrilite được bán hợp pháp." Và ông là người giúp chúng tôi đưa ra những chính sách về thực phẩm chức năng. Ông đã đóng góp rất lớn trong việc đưa ra nhãn sản phẩm đầu tiên của Nutrilite. Joy Somodi là phó giám đốc tài chính của Nutrilite và Ruth Dai là một trong những cố vấn luật pháp của Nutrilite. Chúng tôi đã chọn Barney Bailey làm giám đốc kinh doanh cho nhãn hiệu Nutrilite. Khi ông làm việc với những nhà phân phối, ông ấy thể hiện sự nhiệt tình, đáng tin cậy và mọi người rất tin tưởng ông. Quan niệm của Barney là khi xây dựng những mối quan hệ tốt, xây dựng được sự tin tưởng của mọi người, thì đó là cách thành công. Người cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là Robert Hunter, là một trong những người thuộc nhóm nghiên cứu. Ông ấy chịu trách nhiệm cho việc đề ra những kế hoạch, những chiến lược làm cho công việc kinh doanh tốt hơn. Nguyên tắc của Nutrilite là kết hợp những điều tốt nhất từ thiên nhiên, tốt nhất từ khoa học để đem đến những điều tốt nhất cho chúng ta. Đầu tiên là những điều tốt đẹp từ thiên nhiên. Đây là điều khiến cho cha tôi rất là hứng thú và ông đầu tư rất nhiều cho công việc nghiên cứu. Ngày nay, chúng tôi dùng thuật ngữ dưỡng chất từ thực vật. Cha tôi là người đầu tiên tìm ra những dưỡng chất trong thực vật có thể giúp ích cho sức khỏe con người. Có hàng ngàn những nhân tố có mặt trong thực vật có thể giúp sức khỏe chúng ta tốt hơn. Cha tôi tìm cách chiết xuất thành phần này, kết hợp chúng và đưa vào để tăng cường sức khỏe. Ngày nay, có hàng ngàn nghiên cứu về dưỡng chất thực vật. Cha tôi tìm ra tên cho sản phẩm chúng ta là Nutrilite vào năm 1939 trong một tạp chí khoa học và có ý nghĩa là những hợp chất có lợi cho sức khỏe con người. Việc chiết xuất dưỡng chất thực vật và sản xuất sản phẩm đòi hỏi nhiều quá trình. Đầu tiên là tách nước và tách những thành phần chất xơ. Chỉ lấy những thành phần dưỡng chất thực vật, từ đó cô đặc và đưa vào sản phẩm. Và bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều tốt nhất từ thiên nhiên. Cha tôi luôn tâm niệm, sản phẩm phải đạt chất lượng từ những khâu đầu tiên. Ngày nay, chúng ta có 4 nông trại hữu cơ, nông trại ở California, ở Mexico, ở Brazil và ở Washington, nằm ở 4 khu vực địa lý khác nhau. Và do đó, ở mỗi nông trại, chúng ta sẽ có những thực vật và phương thức canh tác khác nhau. Cách chúng tôi canh tác đóng góp quan trọng vào chất lượng sản phẩm. Những nông trại của chúng tôi đều được cấp giấy chứng nhận. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không hề dùng bất kỳ những hóa chất, thuốc diệt cỏ. Tất cả các vụ mùa đều phát triển tự nhiên và có thể đảm bảo được nguyên vật liệu cho sản xuất. Có 5 nguyên tắc cơ bản để canh tác bền vững. Điều đầu tiên đó là sự đa dạng sinh học. Khi anh chị tới với Nutrilite, các anh chị sẽ thấy rất nhiều các sinh vật khác nhau như chim, bọ, côn trùng. Việc đầu tiên trong canh tác là cung cấp dưỡng chất cho đất. Và khi đất đã có đủ dinh dưỡng, thì các thực vật sống trên vùng đất đó sẽ phát triển tốt hơn. Và nếu như các vị đến thăm các trang trại hữu cơ của chúng tôi, thì các vị sẽ thấy sau mỗi lần quay trở lại, đất sẽ ngày càng màu mỡ hơn. Và điều thứ 30 của chúng tôi, đó là chúng tôi không gây ô nhiễm môi trường đất. Điều thứ 31 là, chúng tôi luôn có hồ sơ về các thành phần nguyên liệu trong sản phẩm. Những người làm trong nông trại của chúng tôi, hay những người sống quanh nông trại, luôn được đảm bảo chế độ học tập, chế độ sức khỏe tốt nhất. Điều 33 của chúng tôi là chương trình NutriSearch. Chúng tôi huấn luyện mọi người canh tác hữu cơ. Và chương trình này nhằm huấn luyện tất cả các nông dân trên thế giới theo đúng quy trình canh tác hữu cơ. Và từ đó, họ có những vụ mùa tốt hơn. Và nếu những sản phẩm của họ đáp ứng yêu cầu chất lượng, thì chúng tôi sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu này. Và điều 34 là chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng của sản phẩm từ những khâu đầu tiên. Chất lượng sản phẩm của chúng tôi bắt đầu từ những hạt giống để phát triển cây trồng và cuối cùng mới tới sản phẩm của chúng ta. Với cha tôi, chất lượng là điều quan trọng nhất.
Và đây là điều khiến sản phẩm của chúng ta khác biệt. Khi có một sản phẩm chất lượng cao, thì có thể khuyên khách hàng dùng sản phẩm này cho suốt cuộc đời của họ. Chúng tôi không cố tạo ra những sản phẩm có giá thành thấp, mà cố tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Và đó là lý do vì sao sản phẩm của chúng ta không rẻ. Chất lượng là một trong những giá trị cơ bản nhất, quan trọng nhất của chúng ta. Cha tôi cũng đã từng nhận được câu hỏi, vì sao sản phẩm Nutrilite này lại mắc hơn những sản phẩm khác như vậy? Thì cha tôi đã trả lời rằng, tôi không biết sản phẩm này làm từ đâu và như thế nào. Nhưng tôi biết sản phẩm Nutrilite của tôi làm từ đâu và chất lượng như thế nào. Và vì thế, giá của sản phẩm tôi là như vậy. Mỗi người chúng tôi luôn làm việc vô cùng chăm chỉ và luôn tâm niệm rằng phải cải tiến để sản phẩm ngày một tốt hơn. Điều 36 tôi muốn nói tới là cơ sở vật chất của Nutrilite. Chúng tôi có rất nhiều cơ sở nghiên cứu về Nutrilite đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của Nutrilite. Điều 37 là chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ chất lượng sản phẩm và chúng tôi sản xuất kiểm tra chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn GMP. Điều cực kỳ quan trọng trong lịch sử phát triển Nutrilite mà tôi muốn chia sẻ đó là điều thứ 39. Đây là một cuộc hội thảo diễn ra vào năm 1969. Và trước khi cuộc hội thảo diễn ra, thì tất cả những người Mỹ nghĩ rằng chế độ dinh dưỡng của họ rất tốt. Tuy nhiên, sau cuộc hội thảo này, thì họ nhận thấy rằng chế độ dinh dưỡng của họ chưa thực sự tốt, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Sau cuộc hội thảo này, những điều quan trọng về bổ sung dinh dưỡng đã lan rộng ra khắp nơi. Và đây là cột mốc rất quan trọng trong lịch sử phát triển của chúng ta. Nghiên cứu là một trong những điều mấu chốt làm nên thành công của Nutrilite. Cha tôi đã được công nhận danh hiệu giáo sư ở Đại học Stanford trong lĩnh vực phòng chống bệnh tật. Tiếp theo, tôi sẽ nói về những nghiên cứu của Nutrilite. Đã có rất nhiều những cuộc hội thảo và chúng ta cũng tài trợ cho những nghiên cứu khoa học. Với các nghiên cứu khoa học thì chúng tôi có những thông tin quan trọng nhất về dinh dưỡng và các dưỡng chất thực vật. Điều 42 của chúng ta là, khi quý vị đến với Nutrilite, sẽ thấy rất nhiều những nhà khoa học của chúng tôi đang ứng dụng những công nghệ cao như là phương pháp Control Release Technology, hay là những phương pháp sàng lọc microassay trong nghiên cứu và sản xuất. Điều 43 của chúng ta là, những cơ sở dữ liệu từ thực vật và từ cơ sở dữ liệu này, chúng ta có thể sàng lọc được tất cả các loại thực vật, các thành phần có thể hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta. Tôi nhận thấy rằng, khi mà con người có chế độ dinh dưỡng tốt, thì sẽ có khả năng ngăn ngừa những căn bệnh về sau. Và đó là một điều vô cùng đặc biệt. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những điều rất đặc biệt trong quá trình nghiên cứu Nutrilite của chúng tôi. Tính tới thời điểm hiện nay, thì chúng tôi đã có 55 những nghiên cứu lâm sàng về sản phẩm. Và chúng tôi cũng có hơn 185 các bằng chứng nhận khác nhau. Những bài báo khoa học của các nhà khoa học Nutrilite được đăng trên các bài báo quốc tế. Điều 48 là, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia cố vấn về khoa học, bao gồm 10 thành viên, và họ là những chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng sức khỏe và di truyền học. Điều 49 là, chúng tôi liên kết với các viện nghiên cứu và trường đại học có tên tuổi trên thế giới. Chúng ta có viện nghiên cứu sức khỏe Nutrilite để tập trung nghiên cứu và huấn luyện, để mọi người có thể chia sẻ về dinh dưỡng và sức khỏe, cũng như nhãn hiệu Nutrilite. Trung tâm kiểm tra sức khỏe của chúng tôi sẽ giúp cho mọi người có những thông tin cơ bản nhất về bản thân, và từ đó biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nên sử dụng dưỡng chất như thế nào. Mỗi người sẽ tự tìm ra chế độ dinh dưỡng riêng. Chúng tôi có rất nhiều chiến dịch quan trọng trên toàn cầu, giúp cho mọi người có kiến thức tốt hơn về dinh dưỡng và sản phẩm, như chương trình Hãy Tô Màu Sức Khỏe Của Bạn. Những chương trình đặc biệt giúp cho trẻ em của chúng ta có sức khỏe tốt và khuyến khích trẻ em ăn nhiều rau. Với chương trình Little Bit Program, chúng tôi huấn luyện, giáo dục cho những quốc gia nghèo hay những người nghèo để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ chế độ bổ sung dinh dưỡng. Với chương trình 58 là chương trình trải nghiệm Nutrilite, đây là chương trình đặc biệt cho các cấp lãnh đạo, du lịch khắp nơi trên thế giới, và họ sẽ đến với chúng tôi, và chúng tôi chia sẻ cho họ những thông tin đặc biệt về Nutrilite.
Từ đó, họ chia sẻ lại cho tuyến dưới của họ, với các cơ quan truyền thông, báo chí, từ đó giúp cho mọi người có nhận thức đúng về thương hiệu Nutrilite. Và chương trình 59 là chương trình Optimal You Program. Chương trình này là chương trình chúng tôi đi khắp nơi và nói chuyện với mọi người, giúp họ có sức khỏe tối ưu. Và chương trình Team Nutrilite của chúng tôi đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Và mục đích của chúng tôi là kết hợp mọi người và giúp họ hiểu lợi ích của việc tập thể dục thể thao. Trước đây và hiện nay, chúng tôi đã có rất nhiều gương mặt đại diện cho thương hiệu Nutrilite. Và hình 62, như các anh chị đã thấy, là đội bóng AC Milan rất nổi tiếng ở châu Âu. Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp chính thức thực phẩm bổ sung cho AC Milan. Các anh chị cũng thấy là ở đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên cộng tác. Mỗi người đều cố gắng làm hết sức mình để chúng ta có được như ngày hôm nay. Điều 64 là những sản phẩm Nutrilite của chúng ta, và hiện nay ở thị trường Việt Nam chỉ có khoảng 10 sản phẩm. Nhưng tôi tin với đà phát triển này thì thị trường Việt Nam sẽ có nhiều sản phẩm hơn. Và tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị một số sự kiện rất đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của Nutrilite chúng ta. Ví dụ như Nutrilite là nhãn hiệu dinh dưỡng đầu tiên được kinh doanh ở Bắc Mỹ, và chúng ta cũng là công ty đầu tiên có sản phẩm cung cấp vitamin C với chiết xuất thực vật từ quả Acerola cherry. Nutrilite là công ty đầu tiên nhận giấy chứng nhận sử dụng những phương pháp sinh học để kiểm soát côn trùng, là công ty đầu tiên ứng dụng quy trình đóng gói chân không, và là công ty bổ sung dinh dưỡng đầu tiên nhận giấy chứng nhận từ NCS. Và chúng tôi rất tự hào khi là công ty đầu tiên lập được bản tổng kết phân loại các dưỡng chất thực vật dựa trên màu sắc của chúng. Các anh chị sẽ rất là vui và tự hào khi biết rằng chúng ta canh tác trồng trọt trên các nông trại hữu cơ nhiều hơn bất kỳ công ty kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng nào trên thế giới. Chúng ta tự hào là nhãn hiệu duy nhất trên thế giới có sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất có nguồn nguyên liệu hoàn toàn trồng trọt, thu hoạch và chế biến trên chính nông trại hữu cơ của chúng ta. Và điều 73, tôi biết các anh chị ở đây luôn tự hào, đó là Nutrilite của chúng ta là nhãn hiệu hàng đầu trên thế giới. Điều 74 là cam kết của chúng tôi đảm bảo vị trí dẫn đầu của thương hiệu Nutrilite. Chúng tôi cam kết đưa tới anh chị những sản phẩm tốt nhất từ thiên nhiên, tốt nhất từ khoa học, để đưa đến những điều tốt nhất cho người sử dụng. Điều 75 đó chính là tôi, là sản phẩm của sản phẩm. Mẹ tôi đã dùng sản phẩm trước khi tôi ra đời, và đến bây giờ tôi vẫn tiếp tục sử dụng Nutrilite. Điều 76 tôi muốn chia sẻ là sản phẩm Double X. Đây là sản phẩm đặc biệt và chủ lực trong các sản phẩm Nutrilite. Và bây giờ, tôi rất muốn cùng các bạn tìm hiểu nguyên nhân thứ 77 của chúng ta, và cũng là nguyên nhân cuối cùng. Người đầu tiên làm nên thương hiệu Nutrilite là cha tôi. Nhưng điều quan trọng nhất chính là các bạn. Tôi hay nói với cộng sự rằng, ai cũng quan trọng, ai cũng có đóng góp rất nhiều. Nhưng quan trọng nhất chính là những nhà phân phối, chính là các bạn, chính là những tuyến dưới, tuyến trên, những người bảo trợ. Bởi vì nếu không có các bạn, đã không có Nutrilite, và không có bất kỳ điều gì tốt đẹp diễn ra ở đây. Tôi chúc các anh chị những điều tốt đẹp nhất về kinh doanh, về sức khỏe, và khi đó chúng ta sẽ giúp đỡ cho những người xung quanh.